Ui, đã rồi cả nhà. Ui, ui, cả nhà ơi, con tái gì đang đùi lùi nè. Rồi, còn gì nữa để nói. Thật sự ra một số đi rừng sao mà tham dữ vậy, không sợ vô trong rừng người bị quả báo hay sao? Thời buổi bây giờ quả báo nhanh lắm, thật sự ra mình đừng có nên tham của người khác. Dạ, Thanh Giang kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay là nắng tốt quá, dân lại tiếp tục đi sâu vô rừng. Đây là rừng nguyên sinh của nhà nước chưa được khai phá nè. Mình tiến sâu vô đặt mấy chục cái lờ, hôm nay là mình có 2 vạt lờ cá lóc. Thăm cái này đầu tiên. Không có em nào hết trơn. Mình neo lại rồi đi tiếp thôi. Vô đây là nghe tiếng chim kêu dưỡng hú không á. Nhúng nhích. Ủa coi nè. Ui. Đã rồi cả nhà. Hai vợ chồng cá lóc. Ui. Ôi, hai em này là chạy hết trơn rồi, chắc là vô sớm nè. Cái thứ hai ấm lòng. Cái này, cái này. Em thứ hai nè, hơi xê xích. Rồi bây giờ lại dân sẽ neo lại cái lò này rồi đi thăm nữa. Đi cái lò của mình sao chẳng biết. Ui, ui, cả nhà ơi, con tái gì đang đùi lùi nè. Qua wow. Hôm trước á mình thăm một lần ở đây cũng dính cá chê khủng, cá chê vàng. Lần này cũng vậy, đen thùi lùi luôn cả nhà ơi. Mấy cái em cá chê như thế này là lâu năm lắm rồi nè. Có em cá sặc nhí nữa, mình chỉ là sử dụng em cá chê thôi, bỏ vô thùng. Em cá sặc để đây đi làm mồi luôn. Đây. Đây, hồi nãy hai vợ chồng là em cá cứng nè, thêm em cá chê này nữa là xôm tụ rồi. Cái này thấy hiện tượng lạ nè. Ồ, không có dính rồi, bây giờ là mình sẽ neo lại rồi đi qua vạt bên kia. Dân đã đi qua bên khu rừng rậm rạp. Trong đây là một số luồng hờ mình đặt. Cái chỗ ấm lắm. Quá xa cái này im. Thank you.
nhúng nhích cái lòi nè cả nhà, không biết là sao mình có bị quan tưởng không nha. Rồi quan tưởng thiệt rồi, không có em nào trơn, rất là ấm, mình neo lại rồi đi thăm nữa. Không có một em nào luôn. Mình là đặc biệt gừng bị tặc hoài luôn. Bây giờ tiến sâu vô trong gừng, đặt cả chục cái bên cánh bên đây. Hồi nãy giờ nguyên một luồng, mất hết 6 cái rồi. Ủa, cái gì đấy? Rồi, cái cây sậy mình gài cái lò nè. Đây cây nữa nè. Rồi cái lỗ này nè, trống phọc luôn. Mình cũng không biết làm sao nữa. Mình ăn ở hồi đó giờ mình không có tham bất cứ của ai hết trơn, sao bây giờ còn một số thành phần tham dữ vậy ta. Trong đây là trong gừng luôn, gặm gạp. Ở bên kia thì có một chỗ là dài lắm, được đạp xuống để mà đọt chạy nó mọc lên, rồi đi vô hái đọt chạy này để mà bán á. Mình thì cũng không có biết là ai nên cũng không có dám nói gì nhiều nữa. Thật sự rất buồn, bắt cá bỏ lợp lại cho mình đi. Lấy hết trơn nguyên một luồng 6 cái rồi, còn 2-3 cái nữa đi thăm nữa chắc không còn đâu có nha. Mình đi tới cái cuối cùng rồi nè, nguyên một luồng luôn, không biết cái này còn không nữa. Xong luôn rồi, thấy xẹp lép rồi. Rồi còn gì nữa để nói. Thật sự ra một số đi gừng sao mà tham dữ vậy, không sợ vô trong gừng người bị quả báo hay sao? Thời buổi bây giờ quả báo nhanh lắm, thật sự ra mình đừng có nên tham của người khác. Giờ buồn quá thì lên cho cả nhà coi thành quả nè, được mấy con ở bên kia thôi. Buồn dễ sợ luôn á cả nhà. Đặt ở bìa gừng thì mình đã bị tặc rất là nhiều rồi, bổ sung thêm lò thì đi sâu vô trong gừng. Ở cánh bên kia thì được mấy em nè, còn cánh bên đây đặt 8 cái, 2 cái đầu ở trong gặm gạp thì còn. Nè, mấy em này thì cũng được kho khô ăn bữa qua ngày. Thật sự ra là dân đi đánh bắt ở cái vùng này trong rừng cũng rất là nhiều người biết mình đi đến đâu, cũng nhiều người biết lắm. Và mình đi đến đâu mình cũng thấy nhiều dụng cụ bà con mình đi vô đây khai thác, đánh bắt giống như mình. Gặp dụng cụ có khi đụng chỗ nữa, mình đi ra chỗ khác liền, mình không bao giờ dám gớ đụng tới. Mà thật sự ra mình gặp toàn là những người còn tham. Một số kỳ quá à, thời buổi bây giờ đi gừng đừng nên tham của người ta. Mình thấy nếu như mà cực ăn quá, dính cá, bắt cá để lại dụng cụ cho mình rất là cảm ơn. Thật sự ra mình gặp những ai mà cực ăn, mình có cá nhiều mình vẫn chia sẻ không có gì. Thì cái luồng lò bên đây á, là mình đặt 8 cái, 2 cái đầu tiên thì trong lùm gặm gạp, không có thấy, nếu như thấy thì cũng gom rồi. Mấy cái sau là đi nguyên dây luôn, mất hết trơn, tổng cộng là 6 cái, không còn cái nào hết trơn luôn. Bỏ lại 2 cái cây à, trôi liều biều trên mặt nước. Buồn dễ sợ luôn. Bây giờ còn gì nữa, 2 cái đó mình sẽ gom đi về, đừng để là mất nữa. Thành quả hôm nay thì khô khô thôi. Hôm nay thì thất thu trầm trọng, nhưng buồn lắm là do bị lợp tặc nguyên luồng luôn. Mình đặt 2 cánh, tổng cộng là 30 cái, bên đây 8 cái, mất 6 cái. Thật sự ra rất là buồn nản lắm luôn cả nhà ơi. Đi đánh bắt kiếm ăn cho gia đình thôi, mà đi đánh bắt mà để mưu sinh cái kiểu này là hết vốn liếng luôn. Rồi gia đình mình là sẽ có khả năng đói nguyên ngày luôn á. Đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi vô trong rừng, đặt 30 cái lò bị tặc thất thu. Thanh Dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe ạ.